Xin chào các bạn, mình là My. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Nếu các bạn thích những cô gái quyến rũ có khả năng bắn súng và sử dụng phép thuật thì chắc chắn đã biết được cái tên Bayonetta. Hình ảnh cô phù thủy cùng những màn summon gợi cảm đã trở thành biểu tượng khó quên trong lòng các game thủ, đặc biệt là các game thủ nam trên toàn thế giới. Vậy thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về hành trình tìm lại ký ức đã mất của cô phù thủy xinh đẹp này nhé. Để có thể hiểu được cốt truyện của Bayonetta, chúng ta sẽ đi ngược thời gian, quay trở về thuở sơ khai. Lịch sử ghi chép rằng, một vụ nổ lớn đã gây ra cơn chấn động, chia vũ trụ làm ba thế giới mang đặc tính của ánh sáng, bóng tối và hỗn mang. Chúng nằm chồng chéo lên nhau và được gọi với cái tên Trinity of Realities. Tầng trên cùng, thiên đàng Paradiso. Tầng cuối cùng là địa ngục Inferno. Và xen giữa là thế giới của loài người, thế giới của sự hỗn mang. Ngoài ra, còn tồn tại một chiều không gian với cái tên Purgatorio, hoạt động như một thực tại song song với thế giới loài người và không thuộc Trinity of Realities. Thiên thần, ác quỷ và con người có liên kết phép thuật có thể đi đến Purgatorio để tiến hành công việc của họ mà không can thiệp quá nhiều vào thế giới của con người. 500 năm trước, châu Âu tồn tại hai phe phái với nhiệm vụ cai quản sự cân bằng sức mạnh của ba thế giới, đó là Umbra Witch, những đứa con của bóng tối, giao kèo với Inferno để đổi lấy nguồn năng lực hắc ám và sự trường sinh. Phe còn lại mang tên Lumen Sage, những nhà hiền triết bảo vệ ánh sáng với sự bảo lãnh của Paradiso. Umbra Witch sở hữu The Left Eye và phe đối nghịch có cho mình The Right Eye. Hai con mắt kết hợp lại sẽ tạo nên Eye of the World, mang sức mạnh vĩ đại và khả năng thao túng thực tại. Qua nhiều thập kỷ, Umbra Witch và Lumen Sage tôn trọng và tuân thủ những quy ước được đề ra giữa hai bên. Họ đã góp phần giữ cho cán cân sức mạnh luôn ở thế cân bằng, đồng thời bảo vệ sự an toàn của loài người. Cho đến một ngày, hai phe rơi vào bất đồng, sau đó dần trở nên thù ghét lẫn nhau. Xung đột của phù thủy và những nhà hiền triết đã làm đảo lộn cả châu Âu. Cuộc chiến Clan War nổ ra, kèm theo đó là những cuộc tàn sát dã man. Những Lumen Sage, mặc dù nhận được sức mạnh và sự bảo vệ từ Đấng Chúa Trời, đã dần suy yếu và gần như bị xóa sổ bởi các phù thủy bóng tối. Sau một thời gian dài, chiến tranh kết thúc và phần thắng nghiêng về Umbra Witches. Nhưng lo sợ tiềm năng sức mạnh của phù thủy, loài người với niềm tin vào thiên đàng đã tiến hành cuộc đại thanh trừng Umbra Witch. 20 năm sau cuộc chiến Clan War, những phù thủy của bóng tối đã bị tuyệt diệt hoàn toàn khỏi trái đất dưới bàn tay của con người. Sứ giả bóng tối và môn đồ của ánh sáng, những người giữ cân bằng trật tự thế giới, đã dần dần bị rơi vào quên lãng. Họ giờ đây chỉ như những câu chuyện cổ tích thần thoại từ xa xưa. Quay trở về hiện tại, khung cảnh đầu tiên của game bắt đầu ở một nghĩa địa, nơi mà tên cung cấp thông tin ngầm Enzo và một nữ tu sĩ đang làm lễ siêu thoát cho kẻ tên là Eggman. Lời cầu nguyện của nữ tu sĩ được thiên đường đáp lại và cử xuống vô số những thiên thần Affinity. Lúc này, nữ tu sĩ bất ngờ lột bỏ trang phục và tiêu diệt tất cả những tay sai từ Paradiso với sự trợ giúp của Rodine, một nhà buôn bán vũ khí quỷ đến từ Inferno. Hóa ra, người làm lễ siêu thoát chính là Bayonetta cải trang để giúp các thiên thần hạ phàm. Thực chất, cô phù thủy bị ép buộc phải hiến tế những thiên thần để linh hồn mình không bị kéo xuống địa ngục. Trong suốt 20 năm kể từ khi được tìm thấy dưới một hồ nước, Bayonetta đã cùng với Enzo và Rodine hằng ngày tiêu diệt vô số các thiên thần để thế chỗ tên cô trong sổ đen của Inferno. Đồng thời, sau khi thức tỉnh khỏi hồ nước, Bayonetta cũng bị mất trí nhớ. Cô chỉ biết rằng bản thân là một Umbra Witch và viên đá đính trước ngực cô có tên là Left Eye of the World. Cô sau đó đi cùng Enzo trở lại quán bar của Rodine với hy vọng nhận được thông tin về đôi mắt của thế giới. Nhưng cả hai bị chặn lại bởi một chiếc máy bay quân sự rơi xuống đường cao tốc. Tại đây, Bayonetta đối mặt với một người phụ nữ bí ẩn mặc bộ đồ đỏ. Cô ta sở hữu vũ khí và khả năng ma thuật tương tự với Bayonetta. Sau khi hai người phối hợp cùng nhau để chống lại các thiên thần, nữ phù thủy vội bỏ đi. Cuộc chạm trán cũng khiến một mảnh ký ức quay trở lại với Bayonetta. Cô thấy bản thân mình bị chính người lạ mặt đâm chết. Ngay sau đó, Bayonetta cùng Enzo đi đến Gates of Hell, quán bar thuộc quyền sở hữu của Rodine. Tại đây, cô nhận được nguồn thông tin mật của Enzo về Eyes of the World. Hắn cho biết viên đá quý gắn trên ngực Bayonetta nằm trong bộ hai viên đá mang tên Eyes of the World.
viên kim cương được cho là The Right Eye đã xuất hiện một thời gian ngắn trên thị trường chợ đen trước khi bị rút lại. Nguồn gốc của nó đã bị truy ngược về một thị trấn nhỏ ở châu Âu tên là Vidgrid. Tin chắc rằng việc tái hợp hai viên đá quý sẽ lấy lại ký ức đã mất của mình, Bayonetta lên đường đi nửa vòng thế giới để tìm chúng. Trước khi đi, cô được Rodine tặng cho 4 khẩu súng Scarborough Fair để giúp cô trên cuộc hành trình sắp tới. Nhà buôn vũ khí cũng cảnh báo Bayonetta rằng ai đó đang cố tình sắp xếp để dụ dỗ cô tới Vigrid. Vigrid được mệnh danh là thiên đường nơi trần thế. Thị trấn nhỏ này có mối liên kết gần nhất với Paradiso hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Nơi đây cũng từng là nhà của những Umbra Witch và Lumen Sage trước khi họ bị tuyệt diệt. Thành phố Vigrid hiện đang nằm dưới sự điều khiển của tập đoàn mang tên Etherville Group, có trụ sở trên hòn đảo Isla del Sol. Kẻ đứng đầu tập đoàn nổi tiếng thế giới này tự xưng là hậu duệ của Lumen Sage. Trên chuyến tàu đi đến Vigrid, Bayonetta nghe thấy giọng nói bí ẩn của một người đàn ông chào đón cô. Tại Vigrid, Bayonetta chạm trán với rất nhiều những thiên thần và tổng lãnh thiên thần đến từ thiên đàng. Ngay khi đánh bại vô số kẻ thù, Bayonetta rơi vào ký ức về ngày đại thanh trừng phù thủy 500 năm trước. Trong hồi tưởng, cô bắt gặp và đánh đuổi Fortitudo, một thiên thần cấp cao của thiên đàng. Sau khi lấy lại ý thức, Bayonetta đi vào trong thành phố và cô lại chạm mặt nữ phù thủy trong bộ đồ đỏ. Cô ta tới với mục đích chính là châm chọc Bayonetta về việc cô đang quên mất vận mệnh thực sự của mình. Điều này khiến cho một mảnh ký ức nữa quay trở về với Bayonetta. Người phụ nữ đó tên thật là John, một Umbra Witch tài năng. Cô được chọn là người lãnh đạo tiếp theo các phù thủy trong ngày diễn ra bài kiểm tra năng lực cuối cùng để chứng tỏ bản thân xứng đáng với ngôi vị đứng đầu. John đã chọn Bayonetta làm đối thủ. Tỉnh dậy sau hồi tưởng, Bayonetta thấy John đã rời đi. Đồng thời, nhờ ký ức quay trở lại, cô phù thủy đã lấy lại được khả năng Witch Walk của mình. Trên một con phố ở Vigrid, Bayonetta bắt gặp một anh chàng đẹp trai đào hoa tên là Luca. Luca là con trai nhà báo nổi tiếng Antonio Redgrave. Ông chính là người đã tìm thấy Bayonetta trong nấm mồ nằm sâu dưới một hồ nước bí ẩn. Tuy nhiên, ngay sau khi cô phù thủy thức tỉnh, Antonio đã phải chịu một cái chết dã man trước sự chứng kiến của Luca. Tin rằng Bayonetta đã giết cha mình, Luca đã dành cả thanh xuân để lật mặt cô phù thủy, chứng minh sự tồn tại của Umbra Witch cho cả thế giới. Ngoài Luca, Bayonetta thỉnh thoảng bắt gặp một bé gái chạy lang thang ở Vigrid. Gương mặt của đứa trẻ khiến cô phù thủy nhớ lại một hồi ức từ rất lâu, với hình ảnh một Umbra Witch có gương mặt giống y hệt Bayonetta, ngồi tựa lưng vào song sắt và hát cho một đứa trẻ đang nằm trên nền đá lạnh lẽo trong phòng giam. Mảnh ký ức kết thúc và bé gái cũng biến mất một cách bí ẩn. Cùng lúc đó, nhà thờ bị phục kích bởi Fortitudo, nhưng hắn nhanh chóng bại trận trước cô phù thủy. Fortitudo cố gắng bỏ trốn, nhưng hắn cũng đã kịp khiến cho cả thành phố Vigrid chìm trong dung nham và đám quái vật tràn đến từ thiên đàng. Thoát khỏi Vigrid thông qua hệ thống lăng mộ trong núi, Bayonetta đi đến một đấu trường đổ nát. Tại đây, cô gặp lại Fortitudo đang bàn bạc kế hoạch với một kẻ giấu mặt. Hắn cố gắng nói ngọt với Bayonetta, nhưng cô phù thủy đã bỏ ngoài tai và đánh bại Fortitudo thêm lần nữa. Trước khi bị kéo xuống địa ngục, bầy tôi của thiên đàng nói rằng hắn chỉ là vật hy sinh và Bayonetta đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch hồi sinh đấng tạo hóa Jubileus. Rời khỏi đấu trường, Bayonetta một lần nữa lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông bí ẩn. Ông ta nói rằng Bayonetta đừng sợ hãi và hãy đi tiếp trên hành trình của mình. Từ đấu trường, Bayonetta hạ cánh xuống Crescent and Sunrise Valley, sân tập cũ của các Umbra Witch và cả Lumen Sage. Vượt qua vô số kẻ địch từ Paradiso, Bayonetta tiến đến tòa tháp Jormungand Staff. Khi leo đến đỉnh tháp, cô bắt gặp John đang tranh cãi với một tay sai đến từ thiên đường có tên là Tempen Rantia. Cô từ chối sự tham gia của gã thiên thần vào kế hoạch của mình, rồi lập tức đuổi hắn đi. Và một lần nữa, Bayonetta chạm trán với John.
Cả hai đã có một cuộc chiến nảy lửa bất phân thắng bại. Nhưng tới sau cùng, John quyết định ngừng chiến và bỏ đi. Trước đó vẫn không quên nói rằng Bayonetta đang sợ hãi và cô vẫn chưa sẵn sàng. Bayonetta tiến tới một nhà thờ đổ nát và cô gặp lại Cereza, bé gái bí ẩn ở The Grid. Cô bé gọi Bayonetta là mẹ mình và nói rằng đang bị lạc khỏi nhà. Giọng của người đàn ông bí ẩn lần nữa cất lên, yêu cầu Bayonetta bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá, vì cô bé chính là chìa khóa cho tương lai. Bayonetta và Cereza sau đó gặp lại Luca trên một con cầu ở The Grid. Luca cho rằng cô phù thủy đã giết chết bố mẹ Cereza và sau đó bắt cóc cô bé. Với niềm tin mãnh liệt rằng Bayonetta là kẻ xấu, Luca nhất quyết bảo vệ Cereza và không giao cô bé cho Bayonetta. Cảm thấy việc đứa trẻ đi với mình sẽ rất nguy hiểm, cô phù thủy giao Cereza lại cho Luca và không quên cảnh báo anh nếu không chăm sóc cô bé cẩn thận, anh sẽ bị phạt. Ngay sau đó, cô và nhóm Luca bị tách ra bởi cơn bão cuốn bay cả con cầu. Kẻ gây ra cơn bão chết người này chính là Temperantia, thiên thần đã tranh cãi với John lúc trước. Bayonetta dễ dàng tiêu diệt kẻ thù và gửi hắn thẳng xuống địa ngục. Trước khi chết, Temperantia cũng tiết lộ kế hoạch của Paradiso, đó là lợi dụng sức mạnh của Eye of the World để hợp nhất ba thế giới vào làm một. Sau khi đã tiễn thiên thần xuống địa ngục, Bayonetta gặp lại Luca trên đường cao tốc. Anh đã cho cô biết thêm thông tin về vị trí của The Right Eye. Nó hiện đang nằm ở trên hòn đảo Isla del Sol trong tòa nhà của Interval Group. Đường duy nhất đến được hòn đảo đó là cây cầu nối giữa The Grid và Isla del Sol. Nhưng vừa đi được nửa đường, cả nhóm bị chặn lại bởi những thiên thần. Cuộc chiến nảy lửa giữa Bayonetta và tay sai đến từ Paradiso khiến cho cây cầu bị sụp đổ. Cô phù thủy sau đó bị kéo đến Graveyard of Remembrance ở Paradiso. Nơi này dẫn Bayonetta tới Sea of Stars, một địa điểm giống với nhà tù trong hồi tưởng của cô. Tại đây, Bayonetta tìm thấy một bức tượng gỗ khắc tên mình và John. Cô phù thủy sau đó tìm được đường thoát khỏi Paradiso và quay về The Grid cứu Luca và Cereza, lúc này đang bị bao vây bởi các thiên thần. Nhờ cặp kính thần của Cereza, Luca có thể nhìn thấy Bayonetta đang chiến đấu với các tay sai đến từ thiên đàng. Lúc này, anh hiểu ra rằng cô phù thủy không phải là người đã giết chết cha mình mà chính là các thiên thần. Nhận ra sai lầm của mình, Luca đã cứu Bayonetta trong gang tấc khi cô bị phục kích bởi Eustacia. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bại trận dưới chân cô phù thủy. Eustacia trước khi chết đã ẩn ý cho chúng ta rằng kẻ đứng sau mọi chuyện là một Lumen Sage. Lúc này, khi đã không còn mối hận thù, Luca đã cung cấp cho Bayonetta vài thông tin về lịch sử của The Grid. 500 năm trước, có hai phe phái bảo vệ sự cân bằng của trái đất là Umbra Witch và Lumen Sage. Mỗi phe phái giữ cho mình Left Eye và Right Eye of the World. Hai con mắt kết hợp lại sẽ có sức mạnh to lớn để bảo vệ cho sự bình yên của cả ba thế giới. Lumen Sage và Umbra Witch đã đề ra luật lệ là không được phép giao hòa với nhau. Nhưng 500 năm trước, một cặp đôi đã phá vỡ luật lệ và sinh ra một đứa trẻ, hủy hoại sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Người bố bị trục xuất khỏi Lumen Sage và người mẹ phù thủy bị tống giam. Cô con gái của họ đã được các Umbra Witch nhận nuôi và dạy dỗ như một phù thủy. Tuy nhiên, sự tồn tại của đứa trẻ được coi như một sự sỉ nhục của hai phe. Từ đó, đứa con của bóng tối và những nhà hiền triết của ánh sáng trở nên thù ghét lẫn nhau. Cùng thời điểm đó, có lời đồn rằng khi kết hợp sức mạnh của hai con mắt, kẻ sở hữu sẽ có khả năng hợp nhất ba chiều không gian, ánh sáng, bóng tối và hỗn mang vào làm một. Ham muốn sức mạnh đã đẩy hai phe vào cuộc chiến Clan War và kết cục là sự tuyệt diệt của cả hai. Câu chuyện của Luca đã khiến cho một mảnh ký ức nữa quay về với Bayonetta. Đó là hình ảnh một nữ phù thủy Umbra trao cho một bé gái chiếc đồng hồ ma thuật. Hóa ra, người đó chính là mẹ của Bayonetta đã tặng chiếc đồng hồ cho cô khi cô còn bé. Trong lúc Luca đi ăn trộm một chiếc phi cơ để có thể đi đến Isla del Sol, Bayonetta đã có một cuộc đối thoại nhỏ với Cereza. Cô hỏi đứa trẻ rằng đâu là thứ quan trọng nhất đối với cô bé. Cereza đưa ra chiếc đồng hồ mẹ cô bé tặng và nó giống y chang với chiếc cài trên ngực của Bayonetta. Cô phù thủy rất ngạc nhiên nhưng sau đó đã cài một sợi ri băng và buộc chiếc đồng hồ lên cổ Cereza, đồng thời dặn cô bé phải luôn giữ thật chặt những thứ quý giá với mình. Cuộc trò chuyện đáng yêu giữa hai người bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công của kẻ địch giấu mặt. Luca nhanh chóng cứu Cereza và cả hai hạ cánh trên một chiếc máy bay. Nhưng không may, Luca rơi ra khỏi chiếc phi cơ, còn bé Cereza ngã ở bên trong khoang máy bay.
Bayonetta nhanh chóng lao vào bên trong để tìm Siri ra. Tại đây, cô gặp lại John. Cô ta nói rằng Bayonetta hãy đắm chìm trong sự hận thù và tức giận để nhận lấy được Left Eye of the World. Bayonetta nhanh chóng đánh bại John và vội vã đi tìm Siri ra. Cô sau đó tìm thấy đứa trẻ đang trốn sau một ống dẫn trong khoang máy móc. Hai người cố gắng chạy thoát khỏi chiếc máy bay sau khi nó rơi xuống biển. Luca lúc này bay đến xác máy bay và một chiếc trực thăng để cứu Bayonetta cùng với Siri ra. Tuy nhiên, cuộc giải cứu bị ngăn chặn bởi thiên thần Sapientia. Bayonetta giao Siri ra lại cho Luca và lao vào trận chiến với kẻ địch. Sapientia đến để đánh giá xem liệu Bayonetta có xứng đáng là một phần trong kế hoạch hồi sinh đấng tạo hóa Jubileus hay không. Hắn cũng cho chúng ta biết thêm rằng 500 năm trước, kẻ được chọn để hồi sinh Jubileus đã thất bại do quá yếu đuối. Bayonetta đã chứng tỏ bản thân bằng cách đánh bại Sapientia và gửi hắn xuống địa ngục. Trước khi chết, hắn nói rằng thiên đàng không hề muốn viên đá nằm trên ngực Bayonetta, chúng đang theo đuổi một thứ gì đó khác. Cô phù thủy sau đó cùng với Luca và Cereza trốn thoát trên một chiếc trực thăng. Cả ba tiến thẳng đến Isla del Sol và đích đến là tòa nhà của tập đoàn Interval. Tuy nhiên, chiếc trực thăng bị dính tên lửa và nổ tan tành. Cả nhóm sau đó phải đi đến hòn đảo bằng một quả tên lửa khác dưới sự điều khiển của Bayonetta. Tại Isla del Sol, nhân vật chính lần nữa chạm mặt với John, người nói rằng Bayonetta cuối cùng cũng trở lại là chính mình. John còn nói thêm 500 năm trước, một đứa trẻ sinh ra từ ánh sáng và bóng tối đã đẩy hai phe vào cuộc chiến diệt vong. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Bayonetta. John coi Bayonetta là một mối nguy hại cho sự cân bằng của ba thế giới và cần phải bị tiêu diệt. Điều này khiến cho Bayonetta nhớ về ngày trước khi mình chết. John đã đâm dao vào tim cô. Trước lúc đó, cô phù thủy áo đỏ nói rằng con mắt trái quý giá của Umbra Witch sẽ không được phép rơi vào tay kẻ khác. Cả hai sau đó đã có một trận chiến nảy lửa giữa những tòa nhà cao tầng ở Isla del Sol. Kết quả là Bayonetta đã có thể đánh bại được John. John trong lúc không còn đủ sức kháng cự đã nói cho nhân vật chính một sự thật từ 500 năm trước, rằng nhát dao mà John đâm vào ngực Bayonetta không phải để giết cô. Mục đích của hành động này đó là đưa viên đá Left Eye vào cơ thể Bayonetta để cô có thể trở thành một phần của con mắt trái. Đây là cách duy nhất để John vừa có thể bảo vệ báu vật của Umbra Witch, vừa giữ được mạng sống của người bạn khỏi cuộc thanh trừng. Sau đó, John đã phong ấn Bayonetta cùng với con mắt trái dưới lòng hồ, chờ đợi ngày thức tỉnh. Lời cuối cùng của John gửi đến Bayonetta đó là mở to mắt và nhìn mọi thứ theo một cách khác. Cô sau đó đã đẩy Bayonetta ra khỏi tầm ngắm của tên lửa. Vụ nổ khiến cho nhân vật chính bị văng qua cửa sổ của một tòa nhà. Tại đây, cô gặp lại Luca và Cereza. Cả ba sau đó đi đến tòa tháp của tập đoàn Interval Group. Ngay khi đến cổng vào, giọng nói bí ẩn một lần nữa vang lên trong đầu Bayonetta, nói rằng cô hãy thức tỉnh đôi mắt của thế giới. Lần này, bé Cereza cũng nghe được tiếng nói. Cô bé luôn miệng gọi Daddy, Daddy và chạy qua cánh cổng. Bayonetta vội chạy theo sau và đi đến căn phòng của kẻ đứng đầu Interval, hậu duệ của Lumen Sage, Balder. Balder gọi Bayonetta là Cereza. Đồng thời ông cũng nói rằng chính cô phù thủy là Left Eye of the World, chứ không phải viên đá nằm trên ngực cô. Thực chất, ông ta đã cố tình giao bán viên đá từ Right Eye trên thị trường triệu đen nhằm dụ dỗ Bayonetta đến với Vigrid. Đồng thời, Balder đưa Cereza hay là Bayonetta từ quá khứ để giúp nhân vật chính thức tỉnh Left Eye of the World. Một khi cả hai con mắt được kích hoạt, Balder có thể hồi sinh đấng tạo hóa Jubileus, sau đó dung hợp ba thế giới vào một để tạo nên một thực tại mới nằm dưới sự điều khiển của ông ta. Luca bằng một cách nào đó đã tìm được đường đến chỗ của Balder. Lúc này, Balder cũng tiết lộ cho Luca một bí mật kinh hoàng. Chính hắn đã thuê bố của Luca để tìm ra địa điểm phong ấn Bayonetta. Sau khi thấy Antonio không còn giá trị lợi dụng, Balder đã ra lệnh cho các thiên thần giết chết ông để bịt đầu mối. Quá tức giận, Luca lao vào định sống chết với nhà hiền triết, nhưng bị chặn lại bởi các thiên thần. May mắn thay, cô phù thủy đã kịp thời cứu anh trước khi Luca phải chịu chung số phận với người bố đã mất. Nhưng sau đó, Luca bị Balder hất văng qua cửa sổ trước sự bất lực của Bayonetta. Balder cũng tiết lộ rằng do không thể ép John khai ra địa điểm giấu Bayonetta, nên ông đã tẩy não John để cô ta phục vụ kế hoạch thức tỉnh đôi mắt của mình. Toàn bộ hành động khiêu khích và thù địch của John dành cho Bayonetta đều là do Balder ra lệnh. Balder sau đó đã hấp thụ bé Cereza để nhận lấy nguồn sức mạnh khổng lồ.
ông ta lập tức tấn công Bayonetta và cả hai đã có một cuộc chiến long trời lở đất. Bayonetta nạp đạn khẩu súng bằng thỏi son của mình, bắn một pha headshot vào giữa trán Vader và cứu được bé Seraiza. Cô do đó gặp lại Luca, bằng cách nào đó đã sống sót sau cú rơi từ tòa nhà. Vader lúc này đã bị đánh bại. Bayonetta sau đó tạo một cánh cổng trở về quá khứ và đưa bé Seraiza về phòng ngủ của mình. Ngay khi trở về hiện tại, Bayonetta bất ngờ thức tỉnh Left Eye of the World. Vader xuất hiện trở lại, nói rằng mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Ông không hề có ý định bắt cóc Seraiza, mà chính Bayonetta là người mà ông cần. Lúc này, Bayonetta nhìn thấy những mảnh ký ức bị thay đổi. Khi cô phù thủy dặn chính bản thân mình lúc nhỏ không được đánh mất chiếc đồng hồ, cô bé đã luôn đeo nó trên người đến khi lớn lên. Nhát dao của John đâm vào chiếc đồng hồ trên ngực của Bayonetta, khiến cô không bị chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, Seraiza rất ngưỡng mộ Bayonetta, phiên bản trưởng thành của mình, nên đã lớn lên trở thành một Umbra Witch mạnh mẽ. John và Bayonetta cùng nhau đứng dậy chống lại cuộc chiến thanh trừng của loài người. Chính những sự kiện bị thay đổi đã khiến cho Bayonetta lớn lên trở thành người kế thừa xứng đáng và thức tỉnh Left Eye. Cô phù thủy sau đó bị mất đi ý thức và Baldur đã đưa cô đến bức tượng trên đỉnh tòa tháp Etherville. Với việc hai đôi mắt thức tỉnh và nhập vào bức tượng khổng lồ, nữ thần tạo hóa Jubileus đã được hồi sinh. Trong đám đông người dân Vigrid chứng kiến cảnh tượng nữ thần hạ thế, chúng ta thấy John vẫn còn sống một cách thần kỳ. Hóa ra cô đã sử dụng viên đá lấy trên ngực Bayonetta để làm lá chắn, giúp cô thoát khỏi vụ nổ của quả tên lửa. John ngay sau đó đã nhanh chóng leo lên tòa tháp Etherville để cứu Bayonetta khỏi trạng thái bất tỉnh. Mất kết nối với con mắt trái, Jubileus không còn chịu sự điều khiển của Baldur và hiện nguyên hình là một thực thể khổng lồ đến từ Paradiso. Bayonetta đã có một cuộc đối đầu khó nhằn với nữ thần trước khi cô triệu hồi nữ hoàng quỷ Shiba đến và đấm văng linh hồn của Jubileus đến mặt trời. Thân xác còn lại của thần tạo hóa sau đó rơi xuống trái đất và có nguy cơ tiêu diệt cả hành tinh. Nhân vật chính lúc này không còn đủ sức để phá hủy bức tượng khổng lồ. Cô bất lực nhìn thế giới sắp bị phá hủy. Lúc này, John xuất hiện một cách thần kỳ và cả hai đã cùng nhau phá hủy thân xác của Jubileus, cứu trái đất khỏi thảm họa diệt vong. Luca đứng từ Isla del Sol nhìn lên bầu trời đỏ rực lửa với hy vọng cô phù thủy xinh đẹp sẽ quay trở về an toàn. Vài ngày sau, Enzo và Rodan quay trở lại nghĩa địa cùng với Luca để làm lễ siêu thoát cho người bạn xấu số đã qua đời. Cô nữ tu sĩ đọc bài thánh kinh, triệu hồi những thiên thần hạ thế và ngay sau đó tiêu diệt chúng. Lần này, cô tu nữ lại chính là John cải trang. Bayonetta bật dậy khỏi quan tài, cùng với người bạn của mình chiến đấu với đám tay sai của Paradiso. Next time some air holes would be nice. You are words, I hear. Save the chit-chat for later. We've got work to do. Và trên đây là tóm tắt cốt truyện cho phần đầu của game Bayonetta. Tuy nhiên, phần 2 của trò chơi mới chính là phần nổi bật, gỡ nút thắt cho rất nhiều bí ẩn của những sự kiện diễn ra trong phần game đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ của Bayonetta 500 năm trước? Nguồn gốc thật sự của Eye of the World là gì? Hãy cùng chờ đón phần tóm tắt cốt truyện Bayonetta 2 nhé! Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và subscribe cho Phê Game. Mình là Mi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.